Xin chào anh chị và cô chú, hiện tại em có mặt tại đường Hòa Thới. Đường này thì đường 4m nha. Đó, thì xung quanh đây á, thì rất là đông đúc, nhà cửa rất là nhiều. Ở đây em có hai lô đất bán giá rẻ cho anh chị nào mà muốn mua để dành mua cho con em mình ra ở riêng, hay là mua để đầu tư cũng được nha. Ở đây hai lô đất nằm ngay ở đây nè. Từ cái điểm này đi qua đây lô đầu tiên. Đó, từ điểm này qua đây lô thứ hai. Hoa đất vô, quay vô đi em, rất là đẹp luôn. Đối diện mình là cái nhà vườn. Ở đây á, thì lên trung tâm huyện 2 cây, lên chợ Hòa Định 1 cây, trường chợ 1 cây, ra đường huyện lộ 23 thì đâu chắc cỡ 500-600 mét gì đó anh chị. Thì cái lô đầu tiên á, bề ngang 5 nè, bề dài gần 37 mét, có 100 thổ cư. Còn cái lô thứ hai, bề ngang 4m3, bề dài gần 37 mét, có 100 thổ luôn. Cái lô đầu tiên 390, cái lô thứ hai 290 triệu. Đó, lô trên lệch nhau nha, tại vì cái lô thứ hai là có 4m3 thôi, bị sâu vô 37, cũng rất là rộng nha anh chị. 390, 290, anh chị nào mua liền tay nha. Cái này thì F0 luôn. Đường xá nè, đường trước 4m, xung quanh dân cư nhà cửa rất là đông. Ở đây thì lên Mỹ Tho cả 20 phút, lên trung tâm huyện 2 cây số nha. Anh chị nào mua thì gặp trực tiếp chủ để nói chuyện với chủ. Đó, đó lô đất của mình đây nha. Ở phía trước là ngay chỗ đây có ngã ba nè, ra đường huyện lộ. Tới ngã ba đó ra đường huyện lộ, chạy thẳng này ra cầu Hòa Định rồi luôn, lên chợ rồi, rất là đông nha. Đất này thì hướng hướng tây anh chị, hướng tây xéo xéo chút xíu. Trên đất mình thì có 2 cây dừa, khỏi nói đi, để ra phía sau quay cho mọi người coi. Đất đã san lấp mặt bằng rồi. Lô đất như thế này mà có 290 triệu thôi anh chị, mua để dành ở, quá rẻ luôn. Cái này là cái chuồng heo nè, mới đập ra đó anh chị. Đây là gốc dừa đó, nhà cửa xung quanh nè. Bên hông mình thì có con đường nữa, đường bên kia chạy ra đường huyện lộ. Nói chung là đường thì xe 16 chỗ chạy thoải mái luôn. Ở đây có mấy cây dừa, mấy trái dừa nè, chặt bỏ luôn. Mấy cây dừa này mới hạ xuống. Anh chị nào mua thì gặp trực tiếp chủ để nói chuyện nha. Ở khu vực đây nhà cửa rất là đông luôn. Nhà nè anh chị. Ở đây đường đường lộ nè. Hôm nay cầm cái điện thoại đi nó hơi rung, anh chị thông cảm. Ở đây ngã ba, đường cầu miễu xe 2 tấn nè. Đường này thì khỏi chê rồi, đường rộng nè, quá bự luôn. Xung quanh đất rất là đẹp, không có màu mã gì hết. Rồi, thì tới đây em kết thúc cái video luôn. Anh chị nào mua liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.